Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một đòn đọt thủ để ăn Tết nha. Ở đây mình có là hai cái tai heo, một cái mũi heo, hoặc là nhiều khi mình còn gọi là da đầu heo đó. Mình không có mua được lưỡi heo, thành ra mình dùng một miếng thịt đùi để cho nó có một chút thịt vô. Tai heo đó mình có ngâm với lại giấm với muối và mình cạo hết lông rồi. Cái mũi đó mình cũng phải cắt ra để cạo hết lông nha. Tai heo đó các bạn cắt mấy đường này để mình làm sạch ở phía trong cái chỗ lỗ tai nó. Nếu mà cái lông nào dài đó các bạn có thể dùng cái nhíp hoặc là đồ cà rô mình cạo xong rồi mình giục đi. Ngoài phần tai với mũi với thịt ra, mình còn có đây là nấm mèo. Nấm mèo này người ta gọi là nấm mèo hai da đó, tại vì hai mặt đều có hai cái màu khác nhau. Loại nấm mèo này giòn hơn là loại nấm mèo đen. Luộc tai heo đó mình sẽ cho hành tím với gừng với một ít chanh vô. Chất axit trong chanh nó sẽ giúp cho gân heo với da heo mau mềm, với lại giữ cho da heo nó trắng. Gia vị thì mình chỉ có muối, đường, bột nêm, một ít tiêu, hành bột, dầu ăn, nước mắm. Mình có dùng thêm 1-2 muỗng canh rượu vang trắng. Bạn không thích thì không cần cũng được. Bây giờ mình sẽ mở lửa lên để nướng hành với lại củ gừng. Gừng này mình chỉ rửa thôi chứ mình không có bào vỏ. Các bạn không nướng cũng được, nhưng mà món này đó mình không có khử nhiều hành với tỏi trong thịt. Nếu mình cho hành trong giò thủ đó, mình để lâu dễ bị hư lắm. Thường trong giò thủ mình thấy người ta không có cho hành với hoặc là tỏi. Nếu mình thích có mùi vị hành hoặc tỏi, có thể cho hành hoặc tỏi bột vô. Hoặc là các bạn có thể xay hành xong rồi mình vắt lấy nước thôi. Khi mình nướng hành với tỏi lên đó, nó sẽ có cái vị thơm nhiều hơn là mình bỏ không vô. Không nướng cũng được, cũng không sao. Mình để lửa nhỏ thôi nha. Hành mình nướng là như vậy đó, các bạn sẽ thấy nó có cái vị giống như là hành phi vậy. Cái mùi nó sẽ thơm hơn. Nhưng mà lười thì không cần cũng được, không nhất thiết. Được rồi đó, bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình đi rửa nó. Mình rửa xong hành với gừng rồi. Bây giờ mình sẽ mở lửa. Ở đây mình có là khoảng 1,2 kg tổng cộng tai heo với mũi heo với thịt. Các bạn nhớ để nước cho ngập mấy miếng thịt này nha. Mình cho gừng với lại hành vô. Mình cho khoảng chừng 1 muỗng canh rượu vang trắng. Không có cũng được. Với khoảng 1 muỗng canh muối. Khoảng 2 muỗng canh nước cốt chanh. Luộc thịt mình sẽ cho từ lúc nước lạnh nha. Tại trong thịt này có sụn, mình luộc như vậy cho nó lẻ. Sau khi nước sôi lên là khoảng chừng 25 đến 30 phút thịt nhừ rồi. Bây giờ mình sẽ cắt nấm mèo nha. Nấm mèo này mình sẽ cắt lớn ra, đừng có cắt nhỏ quá. Cắt lớn nó mới còn độ giòn. Nếu mình cắt mỏng quá đó thì sẽ mất cái độ giòn của nấm mèo. Các bạn thấy nấm mèo này hai cái da nó khác nhau. Thịt này mình đã bỏ bớt mỡ đi rồi, đa số chỉ còn có nạc nhiều. Mình sẽ cắt lớn như vậy nha, đừng có cắt vụn quá. Nhiều đây thịt cũng nhiều bằng một cái lưỡi heo. Lưỡi heo có cái màng ở phía trên, ở cái lưỡi đó. Mình bỏ vô nước sôi. Khi mình bắt đầu thấy lớp màng nó bong ra, lấy ra lột bỏ lớp màng ở dưới lưỡi đó. Lưỡi heo với lưỡi bò các bạn làm giống nhau. Mình luộc sôi lên một chút thôi, đừng có luộc chín quá. Thịt này mình cũng sẽ ướp sơ một chút nha. Non nửa muỗng cà phê muối. Non nửa muỗng cà phê đường. Với một ít bột nêm. Mình sẽ cho vào đây một ít dầu. Dầu này là dầu mình phi hành đó, thành ra trong dầu đã thơm rồi. Ướp để đó một chút xíu mình xào lên. Bây giờ nước bắt đầu sôi rồi, khoảng chừng 20 phút tới 25 phút nữa. Mình sẽ thử. Lấy đũa mình cho vô thử coi nó nhừ chưa. Bây giờ mình cho lửa trung bình thôi. Nãy giờ cũng được là 25 phút rồi. Bây giờ mình sẽ thử. 20 mấy phút giờ này là chín rồi. Các bạn thấy mình xiên chiếc đũa vô được rồi nè. Lấy ra không còn một miếng máu nào hết. Được rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Vớt ra tô nước đá cho nó mau nguội, với lại nó giữ cho nó không tiếp tục nấu miếng thịt nữa đó. Lát nữa mình còn xào lại nữa mà.
Bây giờ mình sẽ cắt thịt ra nha. Sau khi chín rồi đó, mình phải để ý có còn lông không nha. Đây là cái phần da đầu đó, các bạn thấy trong này nè. Cái này trông giống mỡ, tưởng mỡ chứ không phải mỡ, cái này mỡ giòn. Cái này phần miếng này là phía trên mũi đó. Người ta hay gọi là da đầu nè. Nếu các bạn mua được lưỡi đó thì mình cũng làm giống như vậy nha. Ở đây miếng này nó còn lông là mình cắt bỏ đi. Mấy cái lông này nhỏ không à. Mình có cho đường vô tại vì mình cũng nhiễm ở theo cái kiểu ăn ở trong miền Nam rồi. Ngoài miền Bắc nấu món này họ không có cho đường. Nếu có cũng chỉ là một chút xíu thôi. Tai heo phần phía ngoài đó các bạn cắt cái miếng nó mỏng. Cắt miếng mỏng như vậy nè. Phân nửa da bên này, phân nửa bên này. Phần trong cái tai đó nó có sụn là ra mình cắt mỏng như vậy. Còn ở ngoài này thì mình cắt nó dày ra như vậy nha. Trong này bây giờ mình luộc lên nó mới lòi lông ra nè. Chỗ nào có bây giờ mình cứ cắt bỏ đi. Các bạn nghiêng con dao cỡ chừng như đây chắc 45 độ đó. Đại khái thôi, không có nhất thiết đâu. Tại vì nghiêng quá cũng cắt không được. Mình không phải dân nhà nghề đó. Mấy miếng sụn này ngon lắm nè. Ăn nó đỡ ngán. Chả lụa ở ngoài Bắc là có tên là giò lụa. Vô tới Nam thì đổi thành chả lụa. Giò bì cũng vậy, chả bì. Mà mình không hiểu tại sao cái này giò thủ vô Nam lại không gọi là chả thủ. Vẫn gọi là giò thủ. Xong rồi bây giờ mình sẽ nấu. Chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mình xào lên. Sẽ xào thịt lên trước. Xong rồi mình sẽ cho tai heo với mũi heo vô. Nếu mà các bạn ăn trong vòng 1 hay 2 ngày thì các bạn có thể phi một ít hành hương. Nhưng mà mình sẽ không ăn hết trong 1 2 ngày. Thành ra mình không phi hành. Bù lại đó mình dùng dầu phi hành phi tỏi. Thành ra dầu này đã thơm rồi. Mình cho khoảng chừng 2 hoặc 3 muỗng canh dầu ăn vô đây. Dầu này thơm lắm. Bây giờ mình sẽ tao cái thịt này lên trước. Bây giờ mình sẽ cho phần này vô. Mình sẽ để lửa trung bình thôi nha. Bây giờ mình cho nửa muỗng cà phê muối, một muỗng đường với 2 muỗng cà phê bột nêm. Mình sẽ cho vô 2 muỗng cà phê bột hành. Nếu mà các bạn thấy nó khô quá đó, có thể cho vô một vài muỗng canh nước vô nha. Bây giờ mình sẽ giã một ít tiêu. Các bạn thấy bây giờ bắt đầu nó ra cái chất nhờn rồi đó. Mình sẽ cho thêm khoảng chừng vài phút nữa. Mình thích nấu với rượu trắng này, thành ra mình sẽ cho vô khoảng 2 muỗng canh rượu. Chất cồn sẽ bay hơi hết, chỉ còn lại có cái vị thôi. Bây giờ mình cho nấm vô được rồi. Nấm các bạn cho trước khoảng chừng 5 phút thôi. Nấm cũng mau chín lắm. Bây giờ mình cho lửa nhỏ lại bớt. Các bạn có thể thấy được là nó bắt đầu nó chảy ra cái chất giống như keo rồi nè. Chất kết dính đó. Mình phải dùng chảo, không có dính chứ phần chảo dính rồi. Nãy giờ nó dính sát ở dưới trên rồi. Nó bây giờ coi như là được rồi ha. Mình sẽ cho tiêu vô. Tiêu mình xay nó còn hột như vậy nha. Nó không có vỡ hết ra. Và mình cũng cho vô đây 2 muỗng canh nước mắm. Gần 2 muỗng thôi. Bây giờ mình sẽ nếm lại cho nó vừa với khẩu vị của mình nha. Vậy là xong rồi đó. Tiêu với nước mắm các bạn cho gần như là chỉ chừng 1-2 phút thôi. Mình sẽ dùng cái khuôn này để ép nó. Các bạn cũng có thể gói bằng lá chuối, nhưng mà đây mấy hôm trời gió lá chuối nát hết trơn nè, thành ra mình không gói được bằng lá chuối. Gió thổi cái lá nào cũng nát hết. Các bạn nhớ cho vô lúc nó còn nóng nè, chứ để nguội cái mình cho vô nó khó dính lắm. Nếu không có khuôn này các bạn có thể dùng mấy cái ly bằng nhựa, cái loại chịu nóng được á. Chứ nó đang nóng như vậy mình cho mấy cái ly mỏng là nó chảy hết trơn á. Khi nó nguội mình sẽ để vô tủ lạnh.
Còn một ít là mình sẽ bỏ vô cái ly này. Hoặc là bây giờ các bạn có thể lấy ra ăn cơm cũng được. Đây là cái ly khi mà mình đi mua phở hay là mua mấy hủ tiếu, họ cho nước vô mấy cái ly này nè. Cái này mình còn ít thôi, nhưng mà nếu còn nhiều các bạn cũng làm đúng vậy. Cái ly này có thể dùng cái gì mình ép xuống cũng được, hoặc là bỏ một ít đồ nặng vô đây. Nhà mình thì có sẵn cái cối này đó, thường mình làm như vậy. Bây giờ mình để nguội sẽ bỏ vô tủ lạnh khoảng chừng 4-5 tiếng. Nếu bạn cần ăn gấp, bỏ vô tủ đá khoảng chừng 2 tiếng. Cây giò thủ này với miếng giò thủ này mình đã để tủ lạnh, bây giờ cũng đã lạnh lắm rồi. Mình bóp hơi hơi như vậy cho nó chóc ra. Món này mình phải ăn lạnh chứ món này không có ăn nóng. Các bạn thấy miếng giò thủ ngon không? Cứng, không có bị bể, ăn giòn nữa. Gia vị của mình ăn nó vừa thôi, không có mặn cũng không có lạt. Các bạn phải nếm lại để ăn chắc là nó hợp với khẩu vị của mình nha. Đừng có làm mặn quá mà cũng đừng làm ngọt quá. Các bạn nhớ là món này mình còn chấm với nước mắm sông, nước mắm với ớt thôi, không có pha gì thêm hết. Hoặc là ăn với xì dầu cũng được. Nói chung ra là tùy sở thích thôi. Nhưng mà đừng có làm lạt quá, tại vì lạt quá dễ bị thiêu lắm. Vậy là đòn giao thủ của mình đã xong. Nấm mèo đó mình cắt miếng bự như vậy. Tai heo mình cắt mỏng đó thì trông rất là đẹp, ăn sẽ ngon lắm. Còn hột tiêu các bạn là tiêu nó bể ra nhưng mà không có vụn nha. Mình ăn gặp phải hột tiêu này ngon lắm. Tại tiêu này cũng không còn cứng lắm đâu, mình nấu như vậy cũng đã mềm rồi. Tiêu chỉ bể ra thôi chứ không có xay nhuyễn á. Nếu bạn thấy thích đòn giò thủ này, cho mình một cái like và share cho bạn bè cùng xem nha. Nếu bạn có ý kiến gì muốn đóng góp, cho mình xin trong phần comment. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với một đòn giò thủ để ăn Tết. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.